Sáng ngày 9 tháng 9, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn đã tổ chức lễ khởi công xây nhà nhân đạo cho gia đình bà Trần Thị Thúy tại khu 5 phường Bắc Sơn. Tham dự lễ khởi công có lãnh đạo Hội chữ thập đỏ và đại diện các phòng ban ngành của thành phố. Ngôi nhà cấp 4 gia đình bà đang ở có diện tích 24 m2, phần mái bị rột, tường nhà bị nứt và xuống cấp nghiêm trọng. Nắm được tình hình tại cơ sở, Hội chữ thập đỏ thành phố đã vận động tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo qua đó hỗ trợ về kinh phí xây dựng nhà nhân đạo cho gia đình bà Trần Thị Thúy, thuộc gia đình hộ nghèo tại tổ 23A, khu 5 phường Bắc Sơn. Tại buổi lễ khởi công, bà Trần Thị Thúy đã vui mừng và xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp ban ngành chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ đã quan tâm hỗ trợ gia đình xây dựng nhà. Đây chính là động lực và nền tảng để giúp đỡ gia đình bà có điều kiện vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là một trong những hoạt động nhân đạo hết sức thiết thực nhằm hướng tới Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ thành phố Uông Bí khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021.